ngày thôi, còn giống như là một cái ống gỗ vậy. Ở phía trên này thì chúng ta có một cái thanh kim loại để mà điều chỉnh cái kích thước cho phù hợp với lại kích thước đầu của nhiều người khác nhau. Bên ngoài thì ký hiệu trái phải F-Rite. Ở mặt bên trong thì chúng ta có cái lớp đệm tay như thế này. Nếu mà anh em thường chơi thì sẽ mình nghe nói là cậu có thể mòm lại cái lớp đệm tay cho nó to ra hơn để mà nó ôm toàn bộ cái tay. Ở bên trong là cái màng của tai nghe đấy. Cũng những cái khớp nói cử động cũng khá là linh hoạt, chúng ta có thể xoay liên tục như thế này luôn. Còn ở phía trên chúng ta có một cái phần headband. Cái mặt ngoài thì được làm bằng da, mình đoán có thể là da bò hay gì đó. Ở mặt bên trong thì làm cũng là một lớp da được may, nhưng mà nó lượng độn thêm ở bên trong để nó mềm hơn và không có bị cắn vào đầu khi mà nghe. Ở đây chúng ta còn những cái đường cắt của da ở lộ ra thiên như thế này, rất là mộc mạc. Theo thông tin mình nhận được thì dường như là cái tai nghe này được làm khá nhiều chi tiết bằng thủ công, thậm chí là những cái đường may như thế này. Rất là thú vị, rất là mộc mạc. Từ vị trí của housing trở xuống thì chúng ta bắt đầu là có cái dây tai nghe. Cái dây tai nghe có thể nói là kích thước rất là to, và dường như là nó được bọc ở bên ngoài thêm một cái lớp cao su nữa để cho cái kích thước nó to ra. Và theo mình thấy thì cái điều này có thể là sẽ chấm được cái tình trạng khi mà dây nó bị vô tình đụng vào đâu đó thì nó không có kêu lên những cái tiếng gì đó, hoặc là nó ảnh hưởng tới cái quá trình chúng ta nghe nha. Ở dưới đây thì sẽ có vấu chặt tai nghe. Nhìn có thể nói là được làm khá là đơn sơ thôi. Mình khắc sim micro sim. Sim micro sim. Sim micro sim. Cái tất cả cũng là tính năng đầu hạ đó. Các bạn thử thôi. Đó. Thì hôm nay mình vừa nhận được cái chip tai nghe này thôi, chưa có thời gian để nghe thử nó. Mà hy vọng là mình sẽ được mượn lâu hơn để được trải nghiệm những cái khả năng trình diễn âm nhạc tuyệt vời mà cái chip tai nghe này nó trình diễn, để thử xem là có đúng như lời đồn hay không. Và hy vọng là mình sẽ chia sẻ những cái thông tin đó qua một bài viết khác trong tương lai. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Nhà ở Sivina Phone ở bên này. Đánh dùng đường nét được chính rồi nhé. Phục tán thì Sivina Phone được sai chứ. Sai chứ. Đến cùng không? Thử áo ấy thì nó test cái đấy, thử áo đắp pin để test nó. Pin là cũng có thể bán nó cũng chừng tấm một trăm máy. Đúng rồi, rất nổi nữa. Múc cả dây và nếu mình tự áo thôi ý. Giống như xin chào các bạn, đây là cái máy in cầm tay, thật ra là máy in cầm túi rất là nhỏ của hãng Polaroid. Hãng Polaroid là cái hãng sản xuất máy ảnh ngày xưa, họ sản xuất cả cái máy in nhỏ của Mỹ đó. Thì cái máy in này nó in khổ giấy là 57 cm, rất là nhỏ.
máy in này sẽ sử dụng để in các hình ảnh từ các thiết bị cầm tay nhỏ, các cái điện thoại hoặc là cái máy tính bảng chạy hệ điều hành iOS hoặc là Android. Đây cái phần của nó đơn giản thôi. Đây là cuốn hướng dẫn về tiếng Anh. Đây là cái hướng dẫn sử dụng. Cái máy in bỏ túi nó như thế này thôi, rất là nhỏ. Rồi trong hộp đó còn gì trong này? Trong hộp thì có một cái đây là một cái chất giấy đi theo máy của hãng Polaroid. Đây là cái giấy USB để kết nối với lại máy vi tính và để sạc cái máy in này. Đây là cái máy in của chúng ta, hai mặt trước mặt sau nó cũng giống như nhau, chỉ có mặt trên thì nó có cái chữ lột tay ra đi cho dễ thấy, chữ Polaroid để các hiện tượng là mặt trên. Rồi bên hồng này thì chúng ta có một cái nút màu xanh, nó tìm kiếm cái màu này luôn, cũng dễ thấy thôi, là cái nút để khởi động nguồn. Bên này thì có một cái khe cắm cổng mini USB để chúng ta có thể sạc pin cho nó hoặc là để kết nối với máy vi tính logo. Và đây nó có một cái đèn, và bên này thì không có gì. Và mặt sau, mặt trước đây và mặt sau này thì có một cái khe để giấy, nó sẽ đường giấy nó đi ra khi mà chúng ta in, có vậy thôi. Rồi mở cái nắp này ra, cái nắp này thì mình chỉ đẩy nhẹ là nó sẽ bật lên đó. Ở đây thì nó có một cái miếng trần, ở đây nó ghi là đừng có đụng tay vào, chắc là để dấu vân tay nó sẽ in lên tờ giấy in đó. Còn ở trong này đây là cái khay để chúng ta bỏ giấy vào. Ở đây là cái hộp giấy, hộp giấy này họ ghi là có 30 tờ. Khổ giấy là 2 x 3 in, là tương đương với khổ 57 cm. Rồi mình sẽ mở ra và cua thử một hộp. Đây nó có 3 sắp. Rồi mình sẽ mở một hộp thử cho các bạn. Đây, một sắp giấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tờ. Và thêm một cái tờ này. Rồi, bây giờ trước cái máy này á, khi mình bỏ một cái sấp giấy 10 tờ vào thì ở đây nó có một cái tờ giấy màu xanh. Mình phải bỏ cái tờ giấy này úp cái mặt mà có những cái chữ này xuống dưới này để nó đọc cái code, nó lót giấy. Cái tờ giấy này khi mà chúng ta bỏ vào như thế này thì máy nó sẽ đọc được là chúng ta sẽ bỏ một cái mắt giấy 10 tờ như vậy vào, để khi mà chúng ta ra một cái lệnh in thì nó tính được cái số giấy còn lại để chúng ta in cho đủ cái số lượng ảnh mà chúng ta muốn in. Mặt trên giấy thì chúng ta để lên trên này. Ok. Rồi chúng ta đẩy lại. Cái này nằm phía trên. Ok. Rồi, khởi động máy. Bấm nút nguồn. Rồi, đèn sáng rồi. Ok. Rồi trên cái điện thoại của mình thì đây là cái iPhone, mình cài cái app Polaroid. Đây là giao diện chính của cái ứng dụng để in. Nó có 6 cái biểu tượng như thế này. Nếu mà chúng ta in ngay thì bấm vào cái nút Quick Print. Còn muốn sửa bản in thì lúc này Scale View thì chúng ta sẽ nhập cái những cái thông tin cá nhân hay là cái barcode vào trong cái ảnh. Ở đây mình tí nữa mình sẽ thử. Ở đây chúng ta, đây là cái chế độ để
Ok Tubo. Gam Nam Sai. Ok Tubo Gam Nam Sai. Ok, Tubo, Gam Nam Sai.